Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Viện Kiểm sát tấn công sát ván Đỗ Xuân Tuyền, chạy bên công an thôi chưa đủ. Một người không có chuyên môn ngành luật cũng có thể nhìn ra vấn đề trong trường hợp thư ký Phạm Trung Kiên và thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyền. Thư ký thì nhận tiền, còn thứ trưởng thì nắm quyền ký quyết định. Phía xin được cấp phép thực hiện chuyến bay giải cứu thì đưa hối lộ. Đấy là họ mua chữ ký của ông Tuyền hay mua chữ ký của ông Kiên? Rõ ràng ông Kiên có quyền ký đâu mà mua. Vậy nên việc chỉ truy tố Phạm Trung Kiên là không xem xét đến trách nhiệm của Đỗ Xuân Tuyền, là hành động để lọt tội phạm một cách trắng trợn. Vậy ai đã bao che cho ông Đỗ Xuân Tuyền là câu hỏi đang được đặt ra. Viện Kiểm sát tấn công mạnh vào Đỗ Xuân Tuyền. Được biết ông Đỗ Xuân Tuyền là đồng hương Hưng Yên của ông Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Tô Lâm, cùng với hai thứ trưởng khác, đó là ông Lương Tam Quang, thượng tướng, và ông Đỗ Duy Ngọc, thượng tướng. Có thể nói ông Đỗ Xuân Tuyền quen biết đến ba ông tướng trong Bộ Công an. Đây là lợi thế rất hiếm có và nhờ đó mà ông Tuyền có được sự che chở. Bên Bộ Công an thực hiện công tác điều tra, việc chạy án đến cấp cao nhất bên Bộ Công an lâu nay được đảm bảo. Tuy nhiên, nếu phía công an không chịu chia lợi ích lại cho Viện Kiểm sát, thì vấn đề mâu thuẫn sẽ nảy sinh. Theo thông tin chúng tôi nhận được, thì Đỗ Xuân Tuyền chỉ chạy bên công an. Thông thường, nếu bên công an nhận tiền chạy án, thì phải giải tiền trên toàn bộ hệ thống, gồm phía cảnh sát điều tra, Viện Kiểm sát và cả bên tòa án. Để đảm bảo an toàn, thì ông Tuyền phải giải tiền hối lộ khắp nơi, đại trà như bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã làm vậy. Còn nếu chỉ chạy từ phía công an, thì coi chừng phía Viện Kiểm sát và tòa án không nhận được lợi ích, sẽ phá trò. Nếu Phạm Trung Kiên mà làm như Hoàng Văn Hưng thì sẽ có phim hay để mà xem. Ngành công an là ngành ăn bạo và rất tham lam. Nếu ai muốn chạy án và đưa tiền hết cho công an để họ thầu hết đường dây chạy án thì coi chừng tiền mất tiệt mang. Bởi hầu hết bên công an đã nhận tiền là ăn một mình, mà khi chịu chi lại cho những mắt xích khác trong đường dây chạy án, họ không thèm làm. Một người giấu tên cho Thời báo chấm D biết rằng nếu muốn chạy án hiệu quả thì người chạy án phải trực tiếp giải tiền cho đủ những bộ phận trên đường dây đấy. Còn nếu giao cho công an thầu hết thì sẽ có chuyện phá nhau vì kẻ ăn người nhịn. Vào ngày 17 tháng 7, tờ báo Dân Trí đã nổ phát súng đầu tiên nhắm vào Đỗ Xuân Tuyền. Một lỗ hổng cực lớn trong quá trình điều tra của lính ông Tô Lâm. Sau khi phiên tòa được cho tạm hoãn, Viện Kiểm sát kiến nghị điều tra trách nhiệm của Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyền. Một khi bên Viện Kiểm sát đã đưa ra vấn đề này đến báo chí, nhà nước, thì rất có thể việc thỏa thuận sau cánh gà, sân khấu giữa bên điều tra và Viện Kiểm sát không thành. Chiều ngày 17 tháng 7, ở phần tự bào chữa cho bị cáo Hoàng Văn Hưng liên tục kêu oan và cho rằng cơ quan tố tụng đã bỏ lọt hành vi phạm tội của cựu Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn. Nếu ông Phạm Trung Kiên là thư ký của ông Đỗ Xuân Tuyền mà cũng tố cáo ông Đỗ Xuân Tuyền giống như Hoàng Văn Hưng đã làm, thì có thể nói sẽ có những quan chức ăn không ngon, ngủ không yên. Đỗ Xuân Tuyền sẽ trụ được bao lâu đây? Xét xử vụ án chuyến bay giải cứu sẽ kéo dài thêm rất nhiều ngày và nhiều người đang theo dõi xem liệu ông Đỗ Xuân Tuyền sẽ trụ được hay không. Dư luận đã nhắc tên ông Đỗ Xuân Tuyền nhiều ngày qua và hiện nay Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội cũng đã lên tiếng. Liệu nhóm Hưng Yên trong Bộ Công an sẽ bê ông Thứ trưởng Bộ Y tế này như thế nào? Trong Đảng Cộng sản, sự bất công này cũng đầy rẫy, quan lớn ăn đậm nhưng lại trách nhiệm họ không chịu. Họ không ngần ngại đổ hết tội cho lính để bản thân được bình an vô sự. Còn những người bị sếp đổ tội không biết vì lý do gì phải chịu mất mát để những ông sếp bất nhân được nhởn nhơ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Viện Kiểm sát tấn công sát ván Đỗ Xuân Tuyền, chạy bên công an thôi chưa đủ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm D để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm D. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bàn tay kìm hãm phát triển, Đảng nhận vơ thành quả.
Trước đây trên mạng xã hội xuất hiện một câu chuyện chào phúng có nội dung như sau. Đảng được ví như là anh mù tự tin đi vào rừng mà không hề có dụng cụ dò đường hỗ trợ. Vì thế anh mù này cứ va phải cây và ngã ngửa, ngã sấp, úp mặt hoặc lọt xuống hố. Mỗi lần vấp ngã thì ngồi dậy, mỗi lần lọt hố thì phải vất vả để trèo lên. Cứ mỗi lần trèo lên đến miệng hố thì anh ta lại hô khẩu hiệu rằng thắng lợi. Và cứ như thế, đảng ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Ông Nguyễn Văn Linh sửa sai nửa vời nhưng cứ nhận vơ là đổi mới. Không phải ngẫu nhiên mà dân gian lại sáng tác ra chuyện châm biếm này. Nói theo cách của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì mình có như thế nào thì người ta mới phải như thế chứ. Nghĩa là Đảng Cộng sản phải như thế nào thì người dân mới sáng tác ra câu chuyện châm biếm như thế. Tất cả mọi kết quả đều có nguyên nhân của nó. Trước năm 1975, dù đang chiến tranh, nhưng nền kinh tế của Việt Nam Cộng Hòa cũng có hạng trong khu vực Đông Nam Á. Khi đó, thành phố Sài Gòn được ví như một hòn ngọc viễn đông. Tuy nhiên, sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975, thì Sài Gòn tan nát và đời sống người dân khổ cực. Đến nỗi người dân không có gạo mà phải ăn khoai mì, khoai lang hay phải ăn bo bo. Đấy là thời kỳ kinh hoàng của người dân Việt Nam. Đến năm 1986 thì kinh tế Việt Nam đã kiệt quệ, khiến Đảng Cộng sản buộc phải bỏ loại hình kinh tế bao cấp. Họ khôi phục lại mô hình kinh tế tư nhân miền Nam trước năm 1975, nhưng chỉ khôi phục nửa vời. Nền kinh tế Việt Nam vẫn dành miếng bánh ngon nhất cho doanh nghiệp của nhà nước và doanh nghiệp tư nhân thì luôn chịu thiệt. Tuy vậy, dù chỉ được khôi phục nửa vời nhưng nền kinh tế Việt Nam cũng đã khởi sắc bởi mô hình kinh tế tập trung là tệ rồi. Không mô hình nào tệ hơn nó cả. Lời nói thịnh thượng của bà Trương Thị Mai. Về thực chất, cái gọi là đổi mới của ông Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh vào năm 1986 chỉ là sửa sai chứ chẳng phải là đổi mới gì cả. Có người nhận xét chỉ cần chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam trả những gì vốn thuộc về nhân dân thì tự khắc đất nước sẽ phát triển. Đó không phải là công của Đảng mà là hành động chuộc tội của Đảng Cộng sản. Tuy nhiên, những gì ngon thì Đảng không bao giờ chịu trả cho nhân dân, như luật biểu tình và quyền sở hữu đất đai. Chính Đảng Cộng sản đã phải thừa nhận quyền sử dụng đất đai của dân, chứ không thừa nhận quyền sở hữu đất đai. Mới đây, bà Trương Thị Mai, thường trực Ban Bí thư, kiêm trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng, đã có phát biểu rằng thước đo đối với sự lãnh đạo của Đảng là cuộc sống tốt hơn của người dân. Thực chất, chỉ cần quan chức không hành hạ dân, không cản trở dân và thực hiện đúng trách nhiệm của họ thì dân sẽ tự khắc có cuộc sống tốt hơn. Cuộc sống đấy là do người dân tự lo cho bản thân của họ, chứ chẳng có quan chức nào lo cho họ hết. Quan chức chỉ cần dùng đừng bòn rút là dân đã mừng lắm rồi. Lịch sử cho thấy sự tàn bạo và cả sự rốt nát của Đảng Cộng sản đã làm hại nhân dân, làm hại đất nước như thế nào rồi. Người dân sống dưới ách cai trị của Đảng Cộng sản luôn bị kìm kẹp, bị dồn nén, bị tước mất cơ hội. Tuy nhiên, khi nhân dân nỗ lực tự mang lại thành quả cho mình thì Đảng lại nhận vơ là công lao của họ. Và lời nói của bà Trương Thị Mai là lời nói trịnh thượng của kẻ có quyền trước dân. Dù là ông Trọng hay những người tiền nhiệm của ông đều không có suy nghĩ Đảng biết ơn dân. Nếu hiểu đúng thì Đảng phải mang ơn dân, chứ dân không cần mang ơn Đảng. Hàng triệu sinh mạng của người dân đã được Đảng dùng để xây đắp vinh quang cho mình. Và hiện nay, 100 triệu người dân là nguồn khai thác vô tận cho Đảng. Đã vậy, Đảng không biết ơn, mà còn lên giọng dạy dân phải biết ơn Đảng. Trong dân gian, không chỉ tồn tại một câu chuyện ngụ ngôn như chúng tôi đã kể, mà còn tồn tại cả thơ châm biếm rất nhiều. Ví dụ như hai câu thơ rằng, mất mùa đổ tại thiên tai, được mùa bảo tại thiên tài đảng ta, là rất đúng với bản chất của Đảng Cộng sản. Họ là một đảng gian từ trong DNA, một người nhận xét với thời báo .de như thế. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Bàn tay kìm hãm phát triển, Đảng nhận vơ thành quả. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất,
nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de